cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và sau đây là nội dung chi tiết của kênh mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi con gái Đông Nhi ngọng nghịu pha trò mua vui cho cả gia đình. Mới đây, gia đình Đông Nhi và ông Cao Thắng đã quyết định tổ chức một chuyến đi chơi xa, lần đầu tiên đưa tiểu công chúa Winnie đến Đà Lạt nghỉ ngơi trước thềm năm mới. Trên trang cá nhân, ngoài những hình ảnh tinh nghịch của ái nữ đau lòng, khi lần đầu được trải nghiệm không gian mới mẻ, Đông Nhi cũng đăng đoạn clip hậu trường khiến nhiều người phải rụng tim trước độ đáng yêu của Winnie. Theo đó, để tiện di chuyển tới nhiều địa điểm vui chơi tại Đà Lạt, gia đình Đông Nhi đã lựa chọn một chiếc xe lớn. Được biết, chuyến du lịch này không chỉ có riêng gia đình ba người mà còn thêm nhiều thành viên khác. Trên chuyến xe gia đình, ái nữ nhà ông Cao Thắng thỏa thích đi lại pha trò, mẹ bỉm một con viết trên trang cá nhân. Trong lúc cho xe di chuyển, con làm tình nguyện viên, mua vui theo yêu cầu của cả nhà ạ. À con nói chuyện còn hơi ngọng nghịu cô chú thông cảm nha cùng với dòng trạng thái này đông nhi đăng tải một đoạn clip ngắn cho thấy sự tình nghịch của winnie ở hậu trường nhóc ti ngọng nghịu gọi từng người để vui chơi cùng mình hết bác cô chị tới anh rồi lại ông bà dường như vốn từ của cô nhóc một tuổi này đã được nâng cấp lên rất nhiều khi hầu hết các danh sân đều thuộc lòng dù giọng nói vẫn còn hơi ngọng nghịu đặc biệt chất giọng lanh lạnh khiến người nghe bị đốn gục vì quá đáng yêu Ngoài việc trổ tài khoe vốn từ, Winnie cũng thể hiện tài năng ca hát nhảy múa và cảm nhịp cực tốt. Nhìn thấy tính cách năng động của con, các thành viên trong gia đình đã nhanh chóng hòa nhịp, cùng nhau hát bài Baby Sex để tiểu công chúa nhảy theo nhạc. Chiều lòng mọi người, Winnie nhúng nhảy cực sung, không quên làm động tác của một Baby Sex chính hiệu và còn theo dõi để cả gia đình cùng làm theo. Kết thúc tiết mục Baby Sex, nhóc tì nhà Đông Nhi lại tiếp tục trổ tài cảm nhịp với ca khúc thiếu nhi clap cho hen tiếng cười trên chuyến xe cứ thế giòn tan không ngớt được biết trong chuyến du lịch đà lạt lần này đông nhi và ông cao thắng đã cho con được khám phá nhiều điều mới mẻ trải nghiệm từ việc chơi đùa với cuốn và hái quả đông nhi tích cực chia sẻ loạt ảnh dễ thương của gia đình trong chuyến đi đà lạt những ngày cận tết cùng khoảnh khắc nô đồ của ái nữ bính kèm dòng trạng thái winnie lao động hăng say lần đầu đi đà lạt Đi du lịch cùng bố mẹ và gia đình lớn, Winnie không giấu nổi sự thích thú thể hiện trên gương mặt. Cô bé tự tin chơi đùa với những chú cuốn, đi hái cà chua ở trang trại. Hình ảnh cô bé nhỏ xíu bên giỏ cà chua chính mộng khiến dân tình không khỏi xít xo. So. Winnie thể hiện gương mặt háo hức khi lần đầu được tiếp xúc với rất nhiều chú cuốn. Cô bé được thoải mái chơi đùa với những chú cuốn trong lần đầu đến Đà Lạt. Winnie được bố mẹ cho thử làm nông khi chăm chỉ hái cà chua tại vườn. Bên cạnh đó, tiểu công chúa còn được bố mẹ cho đi dạo vườn hoa với đủ màu sắc. Những khoảnh khắc vui đồ tinh nghịch của con đều được Đông Nhi và ông Cao Thắng ghi lại không thiếu dây nào. Ngoài ra, gia đình ba người cũng có bộ ảnh cực đáng yêu tại xứ mộng mơ này. Dù mới hơn một tuổi, tiểu công chúa nhà Đông Nhi và ông Cao Thắng đã cho thấy nét lanh lợi thông minh và đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn cưng nận. Kể từ khi có bé Winnie, gia đình cặp đôi vàng của Vi Biết cũng càng thêm viên mãn và tràn ngập tiếng cười. Còn bạn, bạn nghĩ sao về gia đình của Đông Nhi và ông Cao Thắng? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.